Chào tất cả các bạn, thì thân đại dương với nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và làm hồ sơ du học các nước, thì trong chương trình hôm nay, công ty Thân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam xin chia sẻ với các bạn những lý do vì sao bạn từ chối cấp visa du học Canada. Thì nhiều học sinh là khi bị từ chối cấp visa du học Canada thì không biết là lý do tại sao hồ sơ của mình bị từ chối. Vậy thì phải làm thế nào để khắc phục hồ sơ sau lần từ chối này và để apply hồ sơ xin lần nữa? Thì bên cạnh những hồ sơ hội đủ điều kiện du học Canada thì vẫn còn những hồ sơ bị từ chối. Và Tân Đại Dương thì với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và làm hồ sơ du học Canada thì xin phân tích những nguyên nhân vì sao mà hồ sơ của bạn là bị từ chối cấp visa. Thứ nhất đó là trình độ học vấn của du học sinh. Thì những học sinh có điểm số học trong 2 năm gần nhất hầu hết là dưới điểm trung bình, hoặc là do quá trình học tập trước đây không rõ ràng mà đã từng nghỉ học hoặc là không có lý do chính đáng. Lý do thứ hai đó là không có kế hoạch học tập rõ ràng. Thì học sinh là không thể nêu rõ kế hoạch học tập hoặc là chương trình, ngành học, khóa học tại đất nước muốn đến du học, dẫn đến là cơ quan xét hồ sơ nghi ngờ mục đích sang học tập tại Canada của bạn. Yếu tố thứ ba đó là không đủ giấy tờ chứng minh tài chánh. Thì nếu gia đình có ý định cho con đi du học, dù có chuẩn bị trước về tài chánh nhưng không có bằng chứng về các giấy tờ hợp pháp để chứng minh nguồn thu nhập này, hoặc là không thể là thể hiện hết được những nguồn thu nhập cũng như là tài sản mà mình có, thì cơ quan xét hồ sơ chưa thấy được cái sự ổn định trong thu nhập và cái nguồn tài chánh để đảm bảo cho việc du học. Việc chứng minh tài chánh hay là thu nhập của bố mẹ hoặc là người bảo lãnh thì phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ổn định và có thể là đối chiếu qua những ngày tháng, những giai đoạn nhất định. Yếu tố cuối cùng mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu với các bạn đó là hồ sơ du học không được trung thực. Thì việc khai báo thông tin gian dối hay là khai man hoặc không đúng với thực tế hoặc là giấu thông tin, ví dụ như là người nộp đơn hay là người thân gia đình bị từ chối đi Canada dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc là họ đã từng ở Canada bất hợp pháp, thì có thể xếp vào điểm đen để cho du học sinh không được nhận visa. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ xin visa du học Canada như thế nào, chọn trường nào thì phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình cũng như là học lực của học sinh, thì các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Canada tại Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài sinh viên Việt Nam thì còn có các bạn sinh viên ở khắp nơi trên thế giới đang học tập tại Canada. Bởi vì là Canada là một quốc gia có một cái nền giáo dục tiên tiến, một môi trường học tập hiện đại, một nền kinh tế phát triển. Ngoài những vấn đề đó thì Canada còn là một trong những nước được đánh giá là nơi đáng sống nhất trên thế giới. Như vậy thì xin anh chia sẻ rõ hơn về vấn đề này để các bạn du học sinh được biết ạ. Thì Canada có rất là nhiều ưu điểm cho các bạn du học sinh để các bạn du học sinh đi theo học. Ưu điểm thứ nhất là Canada có sự đầu tư rất là cao cho nền giáo dục của Canada. Thực tế là Canada là nước có đầu tư cho giáo dục cao nhất trong khối G8, và mỗi một năm Canada chi ra là 7,1 GDP một năm cho sinh viên quốc tế cũng như sinh viên trong nước, cao hơn rất là nhiều so với các nước khác là 6,1% GDP. Ưu điểm thứ hai là Canada là một trong những quốc gia có chất lượng sống cao nhất trên thế giới. Các bạn cứ tưởng tượng là trong top 15 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới thì Canada đã chiếm 3 trong số 15 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới là Vancouver, Toronto và Ottawa. Ưu điểm thứ ba là Canada có mức chi phí rất là cạnh tranh cho cái việc học cũng như chi phí sinh hoạt cho du học sinh khi các bạn du học sinh đến du học tại Canada so với lại những nước phát triển khác như là Mỹ, Úc hoặc là Anh Quốc. Nhưng ở tại Canada chi phí rất cạnh tranh cho bậc đại học là có khoảng 10.000 đô la Canada cho việc học một năm, đến 12.000 Canada cho việc học một năm, và chi phí sinh hoạt cũng rất cạnh tranh, cỡ tầm 10.000 đến 12.000 đô la Canada một năm. Điểm cuối cùng cần phải kể đến khi các bạn đi học ở tại Canada thì bằng cấp tại Canada rất là có giá trị. Không những có giá trị, bằng cấp Canada còn có thể dùng để liên thông lên chương trình sau đại học hoặc thạc sĩ tại các nước phát triển khác như là Mỹ, Úc hoặc là Anh Quốc. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.